bạn thực sự rất tốt rồi. Bạn làm được đủ nhiều rồi. Có vài người không biết quý trọng, làm tổn thương trái tim bạn. Đây thật sự không phải là vấn đề do bạn. Sự chăm chỉ và tử tế của bạn, mỗi lần bạn trải dài, đều sẽ có người nhận thấy được. Tình thương tôi đi, may mắn đang chờ đợi bạn ở một tương lai không xa. Cuộc sống chẳng qua đang đùa giỡn với chính bạn. Có vài việc chỉ cần nhìn rõ là được. Dùng cảm ôn tay, nỗ lực làm việc, sống thật hạnh phúc, yêu thương bản thân nhiều hơn nữa. Mình tạo quá nhiều áp lực cho bản thân mình, cũng đừng mang cho chính mình quá nhiều gánh nặng tâm lý. Bạn mới có thể sống càng thoải mái và vui vẻ, sống thật với chính mình nhé.